Chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay mình lên video rồi. Giới thiệu anh em cái van inox chống xì em nhé. Van inox chống xì. Đấy. Van inox này cho anh em chơi PCP truyền thống này. Bắn bi bắn xì nhé. Đây. Khi lắp van chống xì vào với cả bình đây như này và lắp búa, lắp thêm lòng color phi triển nữa là thành một cái khẩu súng bắn đạn bi hoặc là bắn đạn xì đều được hết em nhé. Van inox chống xì bên shop này. Đấy, trước khi báo giá chi tiết về sản phẩm van inox chống xì ấy, thì shop sẽ nói qua về cái hình thức mua hàng bên shop anh em nhé. Bên shop này ship hàng series đồng kiểm trên Hàn Quốc, hàng đến với anh em thì em được bóc ra xem hàng đúng sản phẩm thì em nhận nhé. Nếu không đúng hàng đúng sản phẩm em có thể hoàn trả về bên shop. Để thuận tiện hơn trong việc mua bán thì em gọi điện số điện thoại shop để góc màn hình và có thể kết bạn Zalo với shop anh em nhé. Đấy. Trên đây trên tay shop là một cái van inox chống xì này. Đấy, một bên lắp đồng hồ, một bên lắp van lạc. Anh em có thể lắp cái ốc chặn hơi này đi kèm theo, sẽ có một con ốc chặn hơi ở đây anh em nhé. Đây con ốc đen đen này. Đây, ốc đen đen chặn hơi này, đây đây. Rồi. Nó chui xuống đây. Tôi con ốc chặn hơi rồi. Đây mình đổ cái gói này ra anh em nhé. Đây gói phụ kiện đi kèm theo em nhé, hai cái tia sáng thay thế này. Đây, đây là phụ kiện kèm theo em nhé. Đấy, hai con tia sáng thay thế này, dòng sim để em bắt vào van với mình được. Cái con color này thì không nhất thiết phải dùng đến, con color này gần như là chả ai dùng đâu. Đây, con ốc chặn hơi. Anh em có thể đổi cái van nạp với ốc chặn hơi ở đây. Còn cái van nạp em lắp ở đầu mình như này nhé, sẽ giống như khẩu này này. Đây, ốc chặn hơi sẽ lắp ở bên này. Đấy, còn van nạp anh em lắp đầu mình nhìn này sẽ đẹp hơn anh em nhé. Đấy, sẽ có con ốc chặn hơi đây. Em đổi con ốc chặn hơi vào đây. Van nạp anh em lắp vào đầu mình. Vâng, thì cái van inox chống xì này bên shop bán với giá là 450.000 đồng nhé, 450.000, hàng miễn phí ship kiểm tra. Đấy, em lắp vào bình thì cái bình này là 350.000 em nhé, cái bình 7075 này 350.000. Đấy, van 450.000, bình 350.000, tổng là 800.000. Nhưng em lấy trong combo này shop chỉ để miễn giá 750.000 thôi em nhé. Đấy, em lắp cả van của mình vào như này. Đấy, đấy, lắp cả van của mình này là thành một combo nhé. Đấy, có con ốc chặn hơi thì em đổi ốc ở đây và van nạp em lắp ở cuối vào sẽ như này. Đấy, nếu em mua cả combo này giá là, đấy, em mua combo van bình này giá là 750.000 thôi em nhé. Đấy, còn đọc cái van inox không, đọc cái van inox không không này thì giá là 450.000, mua cả van của bình này sẽ là 750.000 em nhé. Đấy, ngoài các sản phẩm van inox chống xì ra, đấy, con à quên mất, con ốc này anh em có thể điều chỉnh ở bên sau xăng giảm lò xo nhé. Đấy, anh em vận chặt vào vận hơn 1-2 gen thì múa xả múa đập vào thì nhả hơi ít hơn, còn anh em lấy lỏng con ốc này ra thì múa đập vào nhả hơi nhiều hơn nhá. Đấy, đây em xem. Đấy, đây là cái van inox chống xì lắp với van bình lên khẩu súng đây, em có thể xem nhé, rất chi đẹp, giá cả rất phải chăng. Còn anh em mua cả khẩu ấy, ở trên đây mình có sẽ hai khẩu rồi. Cái khẩu bên dưới là khẩu A1 này, khẩu trên tay shop đang cầm khẩu A1. Anh em mua cả khẩu này chỉ có đây, cả khẩu này chỉ có giá là 1.3 triệu thôi. Đấy, còn mua cả khẩu bên trên tay mình cầm này giá là 1.5 triệu này. Đấy, có con thoi này này. Đấy, thế anh em mua hàng thì liên hệ với shop nhé. Vâng, thì video của shop xin kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.